mấy chị cứ chấm bài liên tục, phải nói là để em xem coi hôm nay em có được giảm giá thêm cho các chị không hả? Chấm bài giùm em nha cả nhà ha. Rồi đây các chị ơi, 500 hơn chị đang xem like thì chắc chắn là em không bao giờ em làm cho mọi người thất vọng luôn, được không ạ? Nên là các chị em nhà mình cứ vào trong cái live stream này giúp em Ngân luôn đi ạ. Đẹp không mấy chị? Mọi người cho em Ngân xin một cái lời bình về em đầm này ha. Chắc chắn đầm này ngày hôm nay không bao giờ làm cho các chị cảm giác là thất vọng, đúng không? Vừa xem like và vừa cảm thấy hào hứng và xuất sắc hơn khi mà mình được mua cái em siêu phẩm này về nhà, đúng không các chị? Em ơi xinh quá mọi người ơi. Cái đầm này hiện tại là một trong những cái siêu phẩm đang bán cháy nhất từ hôm qua tới bây giờ. Em đã về cái em đầm này từ trưa hôm qua và ở cửa hàng hiện tại đang bán cho mọi người lẻ size luôn. Các chị thấy kinh khủng không? Em chưa like nha mấy chị. Khách ở cửa hàng, khách mặc lên ai cũng khen gọn bưng hết mọi người ơi. Nên là bây giờ chị nào đồng ý với em chấm bài để săn em đầm này liền luôn ha. Chấm bài và cho em liền một lượt chia sẻ luôn đi ạ. Chấm bài và cho em liền một lượt chia sẻ để chúng ta chốt ngay em đầm đẳng cấp này. Mã sản phẩm em đầm này là 6601 gạch ngang số hiệu giùm em. Đang có đầy đủ cho các chị là 5 size ha, 40 cho tới 72 cân. Là mình sẽ có đơn hàng nha các chị. Eo dưới 90 xăng. Đây, dòng vải thun nhung là nó như thế này. Ok chưa? Đồng ý chưa ạ? Lên đơn cho em nha. Kèm kết hợp với phối ren 6601 gạch ngang số điện thoại giùm em. Em ơi nó đẹp quá mấy chị ơi. Cái mẫu này tại vì em đứng ở màu đen thì nó hơi chá chá một tí xíu qua mấy chị ha. Đó, đẹp chưa mọi người? Dòng vải thun nhung nha, hơi bị đỉnh cao luôn á mấy chị ơi. Cái này là phải nói là em rất là khó khăn luôn em mới về cho mấy chị cái dòng vải này. Mặc lên nó phích dáng lắm mấy chị ơi. Mà đây, các chị thấy chưa? Cái độ co giãn đàn hồi của nó hơi bị đỉnh luôn nha mọi người ha. Dòng vải thun nhung cao cấp kết hợp với cho mọi người thêm cái dòng ren siêu xuất sắc luôn. Nên ngày hôm nay chốt đơn cho em sớm đi ạ. 6601 sorry các chị, 6601 gạch ngang số hoạt kế bên giùm em để mình được mua ngay em đồng đỉnh cao cổ tròn form body kết hợp giữa hai chất liệu nha mấy chị ha. Đó, 5 size cho mọi người luôn, S, M, L và XL luôn các chị. Nhìn lên cái dáng gọn quá mọi người ơi. Ở cửa hàng là hiện tại em đang bán cháy lẻ size luôn á các chị. Mọi người thấy kinh khủng chưa? Chị mới là hả bung ra hồi hôm trưa hôm qua thôi ở cửa hàng thôi. Online ngày hôm nay em mới được lên sóng em like mà trời ơi mấy chị khách chốt quá trời luôn. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên bây giờ nghe cái mức giá nha mấy chị. Nghe cái mức giá là phải nói là ai cũng mê, ai cũng khoái luôn, chắc chắn luôn nha mọi người. Nên là bây giờ đặt luôn cho em nha các chị, 6601 gạch ngang số điện thoại. Đây là cơ hội cho mọi người. Hôm nay mẫu đầm này có cho các chị em nhà mình là đúng 50 chiếc thôi ạ. 50 chiếc này em sẵn ship trong buổi livestream này ngày hôm nay luôn. Tiết kiệm 20.000 khi mà mình ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh luôn. Được chưa cả nhà ơi? 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 ở tỉnh, ngày hôm nay em mới sẽ lo tiền ship cho các chị. Mẫu này đắm bán rất chạy mọi người. Bán chạy kinh khủng khiếp luôn, thì sự mặc lên nó gọn bưng cái dáng và nó đẹp cực kỳ luôn ha mọi người. 6601 gạch ngang số điện thoại, lên đơn cho em liền đi mọi người ơi. Và mức giá cho em đồng này đây các chị, chỉ có cái này em không có bán cho mọi người 6-700 gì hết ha, em bán cho mọi người giá yêu thương thôi. 6-700 là em không bán luôn mọi người yên tâm ha, giá ngày hôm nay cũng không phải 580 hay 550 gì hết. Chỉ có 540.000 đồng và ngoài ra miễn phí ship về tận nhà cho các chị yêu nhà mình luôn. Được không ạ? Đây là bây giờ mọi người ơi đặt hàng luôn cho em đẹp, cảm ơn chị yêu luôn. Chị Nguyễn Thị Thiệu em miễn phí ship đầu tiên cho mình. Em sẵn ship đúng 50 chiếc đầu tiên ha mấy chị, 50 chiếc đầu tiên. Miễn phí luôn cái tiền giao hàng về tận nhà. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên ha các chị ha. Dòng vải này kết hợp giữa hai chất, vừa chất thun nhung, vừa chất ren. Ở form này là form body cho mọi người ha, nên là mình mặc lên rất là gọn dáng luôn mấy chị. Mặc lên rất là đẹp. 6601 đẹp thôi, cảm ơn chị Xuyên Đinh luôn cả nhà ơi. Ai mà mình mới vừa vào like nghe em chốt cái mẫu này luôn đi mấy chị, thiệt sự nó quá đẹp luôn cả nhà ơi. Lên đơn cho em ngay mẫu này khỏi chờ đợi gì hết. Tại vì mọi người ơi, mọi người đặt hàng luôn bây giờ, mình sẽ được hỗ trợ miễn phí ship trên livestream này. Đó. Miễn phí ship trên livestream, tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh nha cả nhà ha. Nên là mình tranh thủ mình đặt luôn ngay bây giờ. Chị nào có thông tin đầy đủ là mình sẽ được lên đơn và sáng ngày mai em sẽ đi đơn hàng sớm cho mọi người luôn nha. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên. Mẫu đầm này em có đang có đầy đủ cho các chị là 5 size từ 40 cho tới 72 cân.
là mình sẽ có đơn hàng ha. Rồi ok, em thấy mọi người lên đơn rất nhiều. Chị Vân Thanh có đơn ha, chị Nguyễn Đào có đơn cho mình luôn. Ok chị yêu luôn, mấy chị ơi lên đơn hàng sớm bây giờ để mà mình còn được có hàng. Bởi vì cái chất liệu em đầm này là phải nói hơi bị đỉnh cao luôn các chị. Đặt luôn em miễn phí ship luôn ngay bây giờ nha mấy chị. 334 chị đang xem live, mình đặt luôn em miễn phí ship ngay bây giờ cho mọi người. Chị Hoa Anh Trúc có đơn, chị Thúy Nguyễn có đơn miễn ship nè, chị Nguyễn Đào có đơn miễn ship, chị Vân Thanh em miễn phí ship trên livestream cho mọi người luôn. 6601 đây mấy chị, thấy cái giá của em khi mặc lên không? Cái mẫu đầm này nè mấy chị, thứ nhất là khách hàng nhà em á mặc lên ai cũng thích hết trơn á. Hôm bữa hôm qua á mọi người, trưa em đã về hàng ở cửa hàng mà phải nói là khách ghé mà mua quá trời cái em đầm này luôn á mấy chị. Mặc lên nó dễ chịu. Bởi vì một lần là em đã bán rất là chạy cái dòng vải thun nhung này rồi mọi người. Đây, cái dòng này là dòng vải thun nhung cao cấp, là lâu lắm rồi em mới về được cho mọi người. Bởi vì chất thun nhung này á mọi người ơi, nó có cái chất nhung bên trong nên là nó sẽ giúp nâng niu cơ thể của mình hơn, dễ chịu, thoáng mát. Và đặc biệt hơn, cái đầm này không có chất lót luôn, mà nó đẹp như thế này nè mấy chị, chất của nó co giãn. Đó, được chưa mấy chị? Nên là bây giờ chốt luôn cho em nha. 6601 gặp ngay số điện thoại kế bên. 540.000 đồng và hỗ trợ sẵn ship trên livestream cho mọi người luôn. Đây, cái dáng váy nó như thế này nè mấy chị. Ở phía sau là em làm có xẻ V nữa đó. Đây là mấy chị đi đứng rồi gì nó rất là dễ chịu ha. Cái em đồng này các chị em nhà mình mặc lên, thứ nhất là gọn da, gọn dáng tuyệt vời. Và nút da mình lên nó rất là sáng, cực kỳ là sáng luôn nha mấy chị. Nên là mình bây giờ tranh thủ lên đơn cho em luôn. 6601 gặp ngang số điện thoại kế bên nha. Có ai mới vừa vào like tranh thủ giùm em cho mọi người xem cái ren nhà em là đẹp chưa mấy chị ơi. Ren này là em y phải nói là lên hơi bị đỉnh cao cho mọi người luôn, nó quá trời quá đất là đẹp luôn á mấy chị. Ren này em y thêu rất là kỹ nha mọi người, thêu nó phải nói là rất là chắc chắn luôn nên là mới tạo hình được cho mọi người cái những cái kiểu ren như thế này. Và nó là ren này ở trên thị trường là không có nha mọi người ha. Em y phải may, tự làm, tự thiết kế như thế này nè mấy chị. Đó, và dập lại, đẹp đi dập lại rất là nhiều lần á, nên là mới tạo nên cái đồ họa tiết hoa văn nó chi tiết được như thế này. Chứ những dòng ren thị trường mọi người ơi, mình sẽ không thấy được những cái hoa văn nhiều như thế này đâu mấy chị ơi. Nên là bây giờ tranh thủ chốt luôn cho em nha. Ôi, em thấy mọi người lên đơn quá trời, mấy chị có việc đặt hàng cho em đi à. Em đầm này giá chỉ có 540, thường thường em nhớ cái đầm ren thôi nha, người ta cũng đã bán là 600-700. Bởi vì ren là một trong những dòng cao cấp, nó giúp cho người phụ nữ mình trở nên duyên dáng hơn nè, đúng không? Quyến rũ hơn và nữ tính hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở đây em không có kết hợp một chất nha, mà kết hợp cho mọi người hai chất luôn. Đó, và làm cái chất ren làm trực tiếp vô như thế này, nên là cái ren của mình lên hơi bị đẳng cấp. Mấy chị ơi cứ nghe em lên đơn cái mẫu này luôn đi ạ. 6601 gạch ngang số điện thoại. Em tin chắc rằng ngày hôm nay cái mẫu đầm này nó không bao giờ làm cho các chị yêu nhà mình cảm giác là thất vọng khi mà đặt hàng trong cái livestream này, được không ạ? Và ngày hôm nay mọi người ơi, tất cả các chị yêu nhà mình sẽ được miễn phí ship trong livestream này hết luôn. Tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh nào, mấy chị em ấy sẽ lo cho mọi người tiền ship. Mình không cần phải thanh toán bất kỳ 1.000 tiền ship được nào ha. Chị Mỹ Linh em miễn phí ship cho mình, chị Loan Trần miễn ship, chị Nguyễn Thị Phượng miễn ship nè, chị Hoa Anh Túc, chị Hoa Huỳnh, chị Kim Phan, chị Thúy Nguyễn, chị Nguyễn Đào em miễn phí ship luôn. Em đầm này hiện tại em chốt đúng 50 suất đầu tiên như thế này. Cái dòng vải này nó có cái độ đàn hồi co giãn rất là tốt, mấy chị cứ giặt thoải mái ha. Và cái sợi liên kết trên cái bề mặt vải nó rất là chắc chắn nên là nó có cái độ đàn hồi nè mấy chị, không em giật ra nhưng mà lúc nào nó cũng ôm vô cái form dáng cho mình. Những cái kiểu đầm này nó fit dáng cho mình nè, nó đẩy eo cho mình rất là ok luôn. Eo mình nó bé và cái hông mình nó đẩy ra, cổ em làm cổ tròn. Em là em cực kỳ thích cái cách tạo form dáng và đẩy hông điêu khắc cái cơ thể trên cái em đầm này của váy em mình. Bởi vì khi mà em thấy em mặc lên đó mấy chị, dáng em rất là gọn và em cảm nhận được eo ra eo, ngực ra ngực và hông ra hông. Em thấy là em có rất nhiều đầm body, nhưng mà đối với những cái body của váy em y làm, em thấy được cái phải nói là cái đường cong trên cơ thể mình nó trở nên sắc sảo hơn, rõ nét hơn so với những cái đầm body em đã từng có ở ngoài thị trường. Nó ăn tiền ở chỗ đó đó mấy chị. Đó, và ngoài ra cái đầm này không có lớp lót luôn, nhưng mà nó không có mỏng. Bởi vì cái dòng thun nhung này nè mấy chị, rất là lâu rồi, em phải nói là hơn nửa năm rồi các chị em mới về được cho mọi người cái dòng thun nhung. Bởi vì đây là dòng cao cấp thun nhung, hồi trước tới giờ em săn màu đen hoài, em săn không có hàng mấy chị. Hôm nay em lên được cho mọi người màu đen và phối cho các chị em nhà mình cái ren gam màu đen thế này thì cực kỳ là đỉnh cao.
Mà mọi người biết ha, cái ren mà mình làm, mình dập tỉ mỉ như thế này nè mấy chị, cái giá trị của nó rất là cao và nó cực kỳ chất lượng luôn. Mọi người thấy không, cái da mình trắng hay da ngăm, da trung bình mặc cái ren này lên, nó in hằng cái họa tiết lên, nó đẹp không mấy chị? Đó, nó xuất sắc hơn rất là nhiều luôn nha các chị ơi. Đồng thun nhung mà phối với chất ren như thế này là mặc lên nó chất lượng và nó uy tín ngay luôn các chị. Mà giá nha, cái đồng này ở ngoài người ta bán đầu 8-9 trở lên, tại vì hàng thiết kế cao cấp may tới đủ 5 size mà mấy chị. 5 size nha mọi người ơi, S, M, L, 1X và 2X, 40 cho tới 72 cân. Eo nè, hông nè, ngực nè mấy chị, cỡ như vậy mọi người chịu mặc chưa? Bụng nè, co giãn thoải mái nha. Mà cái này là phải nói là người mình bao nhiêu nó ôm vô bán nhiều, mà ôm kiểu cảm giác gọn nha, phít dáng nha, chứ không phải là làm cho mình cảm giác bị xồ xề, bị mập hơn. Và màu đen là một trong những gam màu an toàn nhất luôn mấy chị, không có màu nào mà làm lại cái màu đen đâu, em nói thật sự luôn. Nên là có nhiều chị kiếm màu đen làm vậy. Và ren màu đen này nó giúp mình trở nên đẳng cấp hơn, sang trọng hơn. Nên là mấy chị thấy những cái đầm ren trên thị trường ta bán là phải nói là 600-700 trở lên mới có một cái đầm ren. Còn cái này em phối giữa hai chất và ren do nhà em My tự làm, tự thêu, tự làm hết nha mấy chị ha. Nên cái họa tiết hoa văn của nó lên rất rất là lạ. Chứ ren trên thị trường các chị không thể nào tìm được cái họa tiết hoa răng mà nó gờ cái tay lên mà nó nổi cộm lên như này đâu mọi người, không có nha. Nên là bây giờ chốt đơn cho em 6601 gạch ngang số điện thoại để mà mình có đơn luôn mấy chị nha. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha. Ok, chị Thúy Hà có đơn, chị Lan Đặng Bích có đơn, chị Mỹ Linh có đơn luôn nè. Chị nào mới vừa vào like không ạ? Đây, chấm bài giùm em nha cả nhà. Chị nào mới vừa vào like mình chấm bài giùm em nha các chị ơi. Để mình chốt ngay em đầm siêu phẩm có 102 này luôn. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Những cái kiểu như thế này là mấy chị mình mặc lên nó dễ chịu, nó thoáng mát và nó thoải mái. Nó không bao giờ là nó ôm mà kiểu nhát như là nó bó mà sát cái cơ thể của mình. Em nói thật sự luôn, nếu mà cái kiểu mà nó bó sát là em không bao giờ em thích hết trơn á mấy chị. Tại vì em cũng là một người thích những cái đám đầm body, nhưng mà đầm body mà nó ôm, mà nó làm cho lộ cái bụng của mình ha, hoặc là cái eo của mình bị ngón ngón là em không bao giờ em thích mặc hết trơn á mấy chị. Đó, nên là những cái kiểu như thế này mọi người mặc lên là mấy chị thấy không? Rất là sang, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Ngày hôm nay mọi người mua hàng mình sẽ được miễn phí ship về tận nhà, tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn này và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Cái đầm này hồi trưa hôm qua em về hàng rồi mà hả, phải nói khách ghé của hàng em mua rất nhiều mọi người, mua cực kỳ là nhiều luôn, phải nói là chốt mặt phải phát hàng luôn á mấy chị, tới nỗi mà em đã bị lẻ size rồi. Nên là mình hỏi xem coi ở ba chi nhánh cửa hàng có còn size nào của mẫu này không, mình ghé mình mua luôn ha. Mình có thể ghé giùm em 454 Luyện Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú này, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em. Rồi, mà sản phẩm này chị nào mới vừa vào livestream chưa biết mã, chưa biết giá và chưa biết chất liệu của em đầm này, các chị comment cho em ngân số 1 đi ạ. Các chị comment cho em ngân số 1 ha, chị nào chưa biết mã, chưa biết giá và chưa biết chất liệu của cái dòng sản phẩm này. Các chị comment liền giùm em ngân số 1 mấy chị ơi. Comment liền giùm em ngân số 1 để mà em có thể giới thiệu cho mọi người cái siêu phẩm này. Bởi vì nó đẹp lắm mấy chị, phải nói hơi bị xuất sắc luôn. Ai mà tối nay xem được cái livestream này là đừng có bỏ lỡ nha mấy chị ơi. Hôm nay sẽ sẵn hỗ trợ miễn ship cho mọi người, tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh nha. Mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè, được tích lũy điểm để mỗi lần mấy chị em nhà mình mua hàng thành công mình sẽ trở thành khách VIP. Được không mấy chị ha? Là chị nào chưa trở thành khách VIP thì ngày hôm nay em sẽ tích lũy điểm dần dần để cho các chị được thăng hạng nha. Rồi hello mọi người luôn nha. Ok, chị Thắng Danh có đơn em miễn phí ship cho mình luôn nha. Rồi cả nhà ơi, chị nào mà mình chưa có được em đầm này, em nhắc lại cho mọi người cái mã. Thì ngày hôm nay em like cho mọi người đúng 50 chiếc thôi. Được mà, hello chị Bảy Tuấn nha, chào chị Xuân Lê, chào chị Kali Ri Trần luôn, hello cả nhà. Các chị ơi chấm bài giùm em đi ạ. Chị nào mà chưa săn được cái em đầm này, mọi người tranh thủ ngay bây giờ, bởi vì hôm nay em like được đúng có 50 chiếc thôi. Đây là một trong những cái sản phẩm phải nói là hơi bị đỉnh cao. Hơi bị đỉnh cao nha mấy chị ơi, hơi bị đẹp đó mọi người. Nên là mình chốt đơn sớm cho em. Mặc mẫu này mà đi ăn tiệc là phải nói là hơi bị đỉnh luôn, đẹp cực kỳ. Đây em phối cho mọi người cái chiếc lắc như thế này. Đó, mình nhìn thấy nó sang liền, không mấy chị đi đám cưới, đi dự sự kiện, event là không thể nào thiếu cái em này nha các chị ơi. Mã sản phẩm cho em đầm này là 6601 nha cả nhà.
đó, cái vóc dáng này nó ôm eo, nó gọn dáng cho mình chưa? Ở phía sau em làm là có dây khóa kéo cho các chị yêu nhà mình, và ở phía sau chân nữa là có làm xẻ V, nên là từng bước mấy chị đi nè nó rất là dễ chịu, thoải mái. Để mấy chị thấy không, em giơ chân lên như thế này nó cũng không có cảm giác là bị khó chịu gì hết, tại vì cái dòng ở này á mấy chị là kết hợp giữa hai chất ren cao cấp và chất liệu thun nhung. Hai cái chất này khi mà mọi người kết hợp vào, mình thấy mình sẽ mặc đẹp hơn, có cái độ co giãn trên người mình nó tốt hơn rất là nhiều. Rồi lên cho em mã sản phẩm là 6601 gạch ngang số điện thoại. Đầm này ngày hôm nay có cho các chị là 5 size. Được không ạ? Từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn. Eo dưới 90 cm ha mấy chị. 6601 giùm em. Dòng ở phần thân trơn màu đen như thế này nè là chất thun nhung. Thun nhung thì cái bề mặt của nó rất là mềm, mịn và cực kỳ mát luôn, nó có độ nhẵn như thế này nữa ha. Và đặc biệt cái dòng này nó có cái độ đàn hồi rất là tốt này, nên là mấy chị yên tâm, ai mà đùi to, hông to, eo to hoặc là ngực to như thế nào cứ mặc cho em đầm này. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên. Độ mà 5 size. Giá ngày hôm nay em không có bán 6700 hay 8900 như ngoài thị trường, mấy chị em nha mình yên tâm. Giá em bán cho mấy chị chỉ có 540.000 đồng miễn ship luôn, tiết kiệm thêm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 đồng khi mà mình ở tỉnh. Và tất cả các chị khách nào chưa trở thành khách VIP, mình sẽ được tham gia chương trình vòng quay may mắn. Vòng quay may mắn này mình có thể trúng lên tới 150.000 đồng. Và nếu chị nào đã là khách VIP rồi, ngày hôm nay mình vừa được chiết khấu nè, bạc được giảm 10%, vàng giảm 15, kim cương giảm 20. Và đặc biệt khách VIP được tham gia chương trình vòng quay may mắn mà trúng gì mọi người? Trúng vàng. Có chị đã trúng rồi nha mọi người ha. Đó, chương trình này kéo dài cho tới ngày 9 tây tháng 9 thôi. Nên 9 tây tháng 6, trời ơi, sorry mọi người, 9 tây tháng 6 ha mấy chị. Ở từ 6 tây tháng 6 cho tới 9 tây tháng 6, từ cửa hàng cũng như online cũng áp dụng. Và khi mà mọi người mua 4 sản phẩm thì mình sẽ được tặng 2 sản phẩm nữa. Mình mua 2 sản phẩm thì mình sẽ được tặng 1 sản phẩm. Còn nếu như mình mua 1 sản phẩm thì mình sẽ được tặng một cái voucher là lên đến 150.000 đồng. Được không ạ? Nên là chị nào mà mình mới vừa vào live, ai chưa chốt mẫu này comment luôn cho em đi ạ. 6601 gạch ngang số điện thoại. Mẫu này hôm nay em bao cho mọi người cực kỳ đặc sắc luôn. Đây là kiệt tác trong buổi livestream này luôn nha mọi người ha. Cái đầm này mặc rất là lâu dài, 5-6 năm trời trở lên luôn mấy chị. Nên là bây giờ tranh thủ comment sớm, chốt đơn luôn cho em. Mặc lên người mấy chị thấy cái phích dáng không? Nhìn người mình nó gọn, nó đẩy hông ha mấy chị ha, ôm eo. Đây là một trong những cái kỹ thuật tạo vóc dáng riêng của váy Emmy. Phải nói là em là một người rất là thích mặc đầm body. Mà khi mà em mặc đầm body của Emmy, em thấy cái vóc dáng em lên rất đẹp luôn mấy chị. Đã phải nói là nhìn nó sang trọng và nhìn nó quý phái cực kỳ. Eo ra eo, ngực ra ngực và hông ra hông cực kỳ đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi lên đơn cho em luôn đi ạ. Hôm nay em nhận đúng 50 chiếc thôi nha mấy chị thứ 51 có thể mình bị mất phí ship. Cái mẫu đầm này em về từ hồi trưa hôm qua ở cửa hàng mà mọi người biết không? Cái mẫu đầm này ở cửa hàng á hiện tại đang bị lẻ size luôn đó mấy chị. Nhưng mà em chưa rõ là lẻ size gì. Bán rất cháy cái gam màu đen này luôn mọi người. Phải nói là cái ren ở ngoài nó đẹp hơn trên livestream rất nhiều. Đó, đây là chị nào mà phải nói là ai hôm nay mà săn được cái này là phải nói hơi bị xuất sắc luôn mấy chị. Cái dòng này ở ngoài thị trường người ta bán là tiền triệu trở lên. Còn em bán giá như thế này mọi người yên tâm, 540 miễn ship. Rồi em thấy chị Bình Phương Trần lên đơn em miễn phí ship, chị Lê Thị Tui miễn phí ship cho mình nè. Chị Huyền Nga em miễn phí ship cho mình luôn. Đúng 50 chiếc thôi. Chị thứ 51 có thể mình bị mất phí ship. Chị Nguyễn Chi em miễn phí ship cho mình. 6601 gạch ngang số điện thoại. Đặt luôn đi các chị. Cái đầm này không đặt hôm nay tiếc lắm. Trời ơi, tiếc dữ dằn luôn á các chị ơi. Rồi mọi người ơi, 500 hơn, chị Hiếu đang xem livestream rồi các chị. Rồi ok, chị Huyền Nga có đơn, chị Kim Phạm có đơn, chị Vinh Ánh Loan có đơn nè. Trong livestream trong này nhiều khi nó bị ẩn comment đó mấy chị, nên là em đọc không có hết ha. Nên là mấy chị cứ đặt hàng cho em đầy đủ thông tin. Nè cái dòng vải nè mấy chị thấy không, nó sang trọng như thế này. Ngại gì mà mình không đặt ha, em zoom lại cho mọi người xem cái thiết kế nhà em khi mà làm. Đó, nó đẩy cái hông, em thấy cái hông em nó bé mà cái eo em nó bé nè, cái hông em nó đẩy ra như thế này. Hai bên này em làm dòng ren, mà ren này em mi phải nói là phối lên rất là đẹp, nó rất là cứng cáp dày dặn nhưng mà không cảm giác ngứa ngáy gì hết nha mấy chị ha. Dòng vải này nè, đó, nó co giãn như thế này, nên là mấy chị ơi yên tâm cho em nha. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em để mà mình được có đơn hàng nha mấy chị. Giá em đầm này không phải 8-900 gì hết nha, cũng không phải tiền triệu mà là chỉ có 540.000 đồng em miễn phí ship trên cái livestream này luôn. Nên là bây giờ chị nào muốn gọn người, muốn đẹp mà đẹp theo kiểu sang trọng, quý phái, đẳng cấp về ngay với em mấy chị ơi. Đây mấy chị thấy không, cái form dáng của mình nè, eo đẹp lắm mấy chị ơi.
xuất sắc luôn, cái ren tay nè, trời ơi hoa lên cỡ vậy nè mấy chị. Mọi người nhìn giùm em cái ren em làm nha. Ren này nhà em y phải nói là thêu đi dập lại rất là nhiều lần, tới nỗi mà mình sờ trên cái ren nó cộm lên luôn á mấy chị, tại vì là dòng ren này rất là chắc chắn thì em mới dám để mà em dựng cái phong tay, chứ nếu em sử dụng cái ren trên thị trường cũng được mấy chị, cũng được mọi người ơi, em tiết kiệm được cái giá thành nguyên liệu của em cũng được, chỉ quá tốt luôn, nhưng mà em cũng không làm mấy chị. Thật sự nó rẻ nhưng mà nó không đẹp thôi, mình làm gì, đúng không mọi người ha? Mình bán cái nào mình bán chất lượng luôn, giống như cái ông thun nhung này em zoom cho mọi người coi. Đây, cái dòng thun nhung này không biết mọi người có thấy không ta? Đây đây, trời ơi quá đẹp luôn mấy chị, em thêu đến cỡ như vậy nè mấy chị ơi. Không mua chỉ có tiếc, em nói thật sự luôn mấy chị, thấy cái ren em làm nè. Đỉnh chưa, em làm ép thẳng vô trong này, mọi người thông cảm giùm em, tại vì cái màu đen nó lên nó hay chói, nó như kiểu như vậy đó mọi người. Đó nên là mấy chị yên tâm nha. Ở ngoài nó đẹp hơn trên live mọi người thấy không? Trời ơi, live mà mạnh bạo không có ai mà dí sát cái vải vô trong live như em đâu mọi người ơi, thiệt sự luôn á. Ren mà dí cỡ vậy nè, lấy tay cào cho em luôn mọi người nè, lấy đồng hồ hay gì á, ai mà có nhẫn hút xoàn hay cái gì mọi người thử lấy cái ngón tay, lấy cái nhẫn nha, cào cái cũng không bao giờ bung chỉ ra được, em nói thật luôn. Tại vì cái này em theo rất là kỹ, trời ơi, ngồi biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mới làm xong được cái bộ ren tay nha mọi người ơi. Mà chưa tính này, đây, đẹp chưa mấy chị? Ôi ôi, xuất sắc luôn, 540 thôi, miễn ship luôn. Ren nằm ở chỗ phần này nữa nha mọi người, ngay chỗ phần hông này nữa nè. Cái đầm này ở cửa hàng em bán rực rỡ luôn mấy chị. Trời ơi, hơn 1000 chị em đang xem live. Mặc mẫu này đi dự sự kiện event cho em, đỉnh cao chưa? Đơn giản thôi mà phải sang mấy chị mình mới mua, được không ạ? 540 miễn ship luôn, không cần bỏ tiền triệu gì hết, 540 miễn ship trên live stream luôn. Mua một cái cũng miễn ship luôn cho mọi người. 40 cho tới 72 cân là mình có đơn hàng nha cả nhà ha. Rồi đầm của em giá 540 nha các chị. Ok, chị Xu Nguyễn miễn ship nè, chị Xuân Lê em miễn phí ship cho mình, chị Nư Vũ nè, chị Nguyễn Huệ nè, ok chị Thùy Dung, ok chị Bùi Nguyệt có đơn luôn ha. Rồi ok chị Huỳnh thì Cẩm Hiếu có đơn đúng 50 chiếc thôi ạ. Chị thứ 51 có thể mình bị mất phí ship. Bây giờ lượt view của em đang lên là 1000 hơn chị đang xem live. Mấy chị cứ việc đặt luôn, các bạn nhân viên sáng ngày mai sẽ gọi điện thoại tư vấn size cho mình luôn. Được không ạ? À? Em đầm này em bán giá chỉ có 540.000 đồng thôi cả nhà ơi. Đây cái form dáng khi mặc lên nè. Ở mấy chị thấy đẹp không? Đỉnh cao liền. Trời ơi, chốt cho em mấy chị ơi. Chị nào mà mình mới vừa vào like chấm bài cho em đi ạ. À. Ai mới vừa vào like chưa biết mã, chưa biết giá và chưa biết chất liệu của em đầm này cứ chấm bài cho em mấy chị ơi. Chấm bài bởi vì số lượng em mới vơi đi mấy chị. Bây giờ em nhận đúng 30 chiếc thôi. 30 chiếc miễn phí ship cho like. Chia like cho mọi người 30 chiếc mà chia ra cho 5 size tính ra nó không còn bao nhiêu luôn á mọi người ha. Và mẫu này là cái ren này nó đắt quá mấy chị, nên là em không thể nào em về được. Với cái chất thun nhung là cái chất này phải nói là hơn nửa năm rồi em mới về được cái chất thun nhung cho mọi người. Thun nhung là cái đầm á mọi người, cái chất của nó sờ vô rất là mềm mịn. Mọi người thấy không, thí dụ như là cô tông lạnh nè, hoặc chất siêu len là em đã like rất là nhiều, hoặc là những cái chất mà lụa lạnh rồi gì em đã like nhiều rồi. Nhưng mà đối với cái dòng thun lạnh này nè mấy chị, thun nhung chứ lộn, thun nhung nha mọi người ha, là phải nói là lâu lâu em mới về một đợt hàng. Bởi vì thun nhung là cái dòng cao cấp nhất luôn, nó có cái độ định hình form rất là tốt và cái bề mặt vải của nó rất là chắc chắn luôn. Nên là mọi người thấy không, khi đứng yên một chỗ cái eo của em nó cũng đi vào, cái hông của em nó cũng đẩy ra, cái phong ngực của mình nè. Đó mấy chị thấy chưa, mọi người tưởng đây là cái dòng cứng thôi đúng không, mà đây là một trong những cái dòng mặc định hình form, định hình vóc dáng số 1 cho các chị luôn. Và đây là một cái giải pháp tuyệt vời cho cái việc mà che khuyết điểm cho các chị, ở tạo hình cơ thể, tạo hình 3 vòng cho mọi người luôn, là em đầm này 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha. Đi dự sự kiện event mặc được và đặc biệt đi làm cho em luôn. Giá 540 em sẵn ship cho các chị luôn. Đi làm mọi người phối cho em chiếc túi đen như này, mọi người thấy nó sang không? Ở cái ren tay em phối cho các chị em nhà mình là không biết bao nhiêu là tiền luôn á, thật sự luôn các chị. Mà chưa tính thêm cái ren ở phía trước và ren ở bên hông như thế này. Và ráp hai chất lại nguyên liệu em nói rồi mọi người. Dòng đầm nào mà phối hai chất thì nó bay rất là khó. Nó tốn nhiều thời gian nên là người ta phải bán 800-900 ngàn lên người ta mới bán. Và cái đầm may size càng lớn thì càng khó khăn mọi người ha. Nhưng mà cái giá này em bán cho mọi người phải nói bán lúc nào giá cũng yêu thương. Đó, 540 thôi, miễn phí ship mấy chị thấy không? Mặc một cái đầm lên nó phải tạo được cái độ cong trên này nè. Đó mới là một cái body chuẩn nha. Đó, nó ôm nè, mọi người thấy không? Kéo ra, giãn vô. Kéo ra, giãn vô nè mọi người. Đàn hồi tốt đó mấy chị, nên là mình mặc nó sẽ rất là lâu bền.
chứ những cái kiểu mà đầm mà nó co giãn lúc đó thôi rồi mấy chị giặt hoặc là mấy chị mặc vài lần nó không còn độ co giãn nữa mà nó trở thành nhão đó, mặc đó là tới đó mới cảm giác là phí tiền mấy chị, em nói thật sự luôn. Còn những cái dòng của em đa số 80% là em phải nhập hết rồi mọi người ha, mà ren này nhà em tự làm luôn nha. Thường thường em đi là phải hả nhập theo bộ, còn cái này mình tự làm luôn, nó tốn nhiều thời gian giả mang luôn mấy chị, tốn nhiều thời gian cực kỳ luôn á các chị ơi, và tiền công cũng cao nữa. Mọi người mua về sờ cho em cái chất vải thì đi mấy chị, mình sờ mình thấy nó khác cực kỳ so với những dòng ren các chị đã từng có, em chắc một điều vậy luôn. Bởi vì ren này nè mọi người, em làm rất là lâu luôn á mấy chị, em làm rất là kỹ càng mới lên được họa tiết cỡ như thế này nè, chứ em dập đi dập lại có vài lần thôi mấy chị, không bao giờ mà lên được cái họa tiết cỡ như vậy đâu mọi người. Vò nó nè mọi người thấy không, không mất form là không mất form, và lúc nào lên lúc tay lúc nào cũng phẳng phiu như này, và dựng form tay lên cho các chị nè, mặt không thô, không ngứa, không cứng, không khó chịu luôn, nhưng mà phải dựng form đó. Và cái eo này mấy chị, trời ơi đẹp chưa mọi người ơi, lên đơn cho em liền nha. Đây cái ren em ép mà tới nỗi nó phẳng phiu, chứ không phải là một bên nó gồ lên rồi một bên nó êm nha mọi người, nó phải phẳng phiu như thế này. Các chị thấy không, cái mí em làm may nó đều vẫn vậy nè, em mới bán cho mấy chị 540 thôi. Cái đầm này đi ra ngoài người ta bán tiền triệu, em nói thật luôn mấy chị, tại vì ren nó rất là đắt, ren là cái dòng cao cấp luôn, trong những cái thương hiệu lớn, những ren lớn là lúc nào cũng có ren vào bên trong, hổng ít cũng nhiều đó. Và những cái dòng ren là những cái dòng mà phải nói là làm cho người phụ nữ mình trở nên sang trọng hơn, huyền bí hơn rất là nhiều nữa, là gam màu đen và dáng đầm quyến rũ nhất chỉ có thể là đầm body, không có cái nào làm lại đầm body. Nhưng mà nhiều khi trong livestream của em có nhiều chị sợ là em ơi bây giờ chị có bụng, chị có em bé vậy đó, chị có mặc được đầm body không? Đương nhiên được mấy chị, nền em làm nền màu đen nè, là cái gam màu nó an toàn nhất, phù hợp nhất với mọi làn da, mọi vóc dáng luôn. Và body này em làm này có độ co giãn được không mấy chị ha, có độ co giãn và không có làm bó, bó là bó cái chỗ cái chân này mọi người, bó vào mấy chị đi đứng nó khó, và ở phía sau em làm sẽ về đó, sẽ vừa phải cũng không quá cao. Mấy chị em nhà mình đi mọi người vuông từng bước chân như thế này, mấy chị thấy không, em rất là thoải mái luôn, em không có bao giờ bị bó hay là như cái gì hết trơn đó mấy chị, bởi vì chất của nó này không bao giờ bó được, thật sự luôn mọi người ơi, rất đẹp luôn. 540 em miễn phí ship trên livestream cho mọi người luôn ha, tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Bây giờ nhận 25 chút nữa thôi mọi người ơi. Ok chị Trung Trang miễn ship, chị Kiên Xuân Nghị Xuyên Nghị Xuyên miễn ship, chị Huệ Phương miễn ship, chị Nguyễn Mến miễn ship, chị Hoàng Uyên miễn ship, chị Kim Liên miễn ship. Cảm ơn chị Huệ Phương nha. Em nhận cho mọi người đúng 20 chiếc nữa. Ok chị Trung Trang miễn ship, chị Lê Chắc miễn ship luôn. 20 chiếc cuối cùng thôi à mấy chị ơi, đẹp quá trời đẹp. Đặt luôn cho em mọi người ơi. Những cái kiểu như này mọi người mua bao không bao giờ cảm thấy chán, thiệt sự mặc hoài cũng không thấy chán đâu ạ. 6601 gạch ngang số điện thoại kế bên cho em. Cái đầm này hôm nay là phải nói lên hơi bị đẹp luôn. Bây giờ em sẽ ngồi cho mọi người xem để mọi người thấy cái độ xuất sắc khi mà lên form lên dáng cái em đầm này. Không có đường nào mà chê nổi luôn ha. Mấy chị ơi cứ chấm bài lên giùm em. Ai mới vừa vào lăng, chưa biết mã, chưa biết dáng của em đầm này, mọi người ơi, mọi người chấm bài lên giùm em. Em Ngân sẽ ngồi cho mấy chị để mọi người thấy được là cái form này nó đẹp đến cỡ nào. Đây mấy chị, mọi người thấy không? Đây thứ nhất là khi mà đứng này, cái eo nó vẫn đẩy vào cái hông của mình, cái eo của mình nó bé vô và cái hông của mình nó sẽ đẩy ra. Em sẽ ngồi cho mọi người xem cái mẫu này nha. Đây, thứ nhất này, đó mấy chị thấy không? Nó sẽ dài qua đầu gối như thế này, nó lịch sự. Cái bụng mình nó che một cách hoàn toàn luôn, nó phẳng cái bụng mình luôn, không bao giờ là bị đưa cái bụng ra, ngồi nghiêng luôn. Đẹp chưa mọi người? Đó, rất là lịch sự, cổ em làm cổ tròn không hở nha mọi người ha. Cái dáng chân mình thì nó dài, thấy chưa mấy chị? Cái dáng chân mình thì nó dài, mình ngồi nó lịch sự cho mấy chị. Cái bộ ren tay này nhìn là trời ơi, một phát một biết đây là cái đầm tiền triệu liền, em chắc chắn luôn. Chị nào mà hay mua hàng thời trang là mấy chị sẽ biết cái điều này. Bởi vì ren là một trong những cái dòng mà tượng trưng cho cái sự cao cấp xịn sò của một cái đầm đó mấy chị. Nhưng mà nhìn vô ren thường hoặc là ren ấy là người ta biết liền mấy chị. Đây, cái dòng ren của em làm rất là cứng cáp luôn mấy chị ha. Nó dựng form tới nỗi cái tay em không cần làm lớp lót luôn vẫn dựng. Thường thường á ren nó mềm tới nỗi mình phải đi cái lớp lót nó mới dựng lên được mấy chị, còn này không luôn. Hơi bị đẹp mấy chị ơi, nên là cứ việc đặt cho em miễn phí ship trong livestream từ 40 cho tới 72 cân là mình có được. Đó, mấy chị thấy em ngồi nè, đây, để chân vậy luôn hoặc đưa chân lên luôn, mấy chị thấy không? Nó sang là nó sang rồi mọi người, cái đầm nó đẹp là mình làm cái gì nó cũng đẹp hết trơn nè. Đó, mình ngồi nói chuyện với đối tác khách hàng của mình đi cà phê,
đi chơi chụp hình lên này, mọi người thấy cái dáng của mình không, cái bụng mình nó phẳng như thế này. Trời ơi là, ồ em nói là phải nói, em nhìn là em mê liền. Mấy chị cứ nghe em chốt đơn mỗi ngày đi, không có thừa đâu thiệt. Em like cái nào mà like chắc cú cho cái chị yêu nhà mình nè. Cái eo này, mẫu này eo dưới 90 cm là mọi người mặc rất là đẹp ha. Eo dưới 90 cm. Và cái mẫu này là nâng được 3 vòng cho mọi người, đẹp lắm luôn á. Đó, mọi người thấy không, cái mẫu trơn, dễ mặc, nó cuốn hút và sang trọng nữa. Giá chỉ có 540 thôi, chắc em cũng không bán 600-700 đâu, mọi người yên tâm nha. Và hỗ trợ sẵn ship luôn, hỗ trợ sẵn ship về tận nhà luôn nha mọi người ha. Rồi các chị yêu ơi, chị nào mà chưa chốt đồ em đồng này không, comment cho em nha. Ok, chị Bảo Hân em miễn phí ship, chị Ngô Phương em miễn phí ship cho mình, chị Thúy Lê miễn ship, chị Kim Anh miễn ship, chị Huyền Trân Thanh miễn ship luôn. Ok chị yêu luôn, đặt hàng nhớ lưu ý đầy đủ thông tin giùm em nha các chị ơi. Bây giờ em nhận thêm đúng 20 chiếc nữa, 470 chị đang xem rồi ha. Bây giờ chị nào mới vừa vào live chấm bài giùm em đi ạ, chấm bài giùm em nha mọi người nha. Ai mới vừa vào livestream mình cho em liền một cái dấu chấm nha các chị. Đây là những cái kiểu đầm mà phải nói là dễ mặc nhất luôn các chị, không có cái gì dễ mặc bằng những cái chất như thế này. Tại vì thun nhung là một trong những cái dòng mà phải nói khi mọi người mặc lên nó mát, nó dễ chịu nữa. Và ngày hôm nay các chị em nhà mình sẽ nhận ngay 10 cái chính sách ưu đãi của váy em ơi. Được không ạ? Cái đầm này hôm qua em về là buổi trưa ngày hôm qua, mà hôm nay á, ở ba chi nhánh của hàng là em đã bị lẻ sai tùm lum rồi đó mọi người. Là mọi người thấy kinh khủng chưa? Đó, tại vì cái em đầm này mình nhìn vào là mình cảm giác đập vào con mắt mình liền. Có nhiều chị khách đi ngang cửa hàng thôi là mình thấy em mannequin mặc lên mà mình cảm giác bị mê. Đúng không? Các chị đi ngang một cửa hàng nào mình thấy cái váy nó đẹp, treo lên nó đẹp là mình chỉ muốn vô mình thử cái đó liền. Các nhà em nhiều khi không có xem like và chưa bao giờ biết tới váy em y, mình vô tình thôi, mình vô tình mình đi ngang qua, đúng không mấy chị? Thấy trên mannequin đẹp quá, cái vô thử luôn, là ai ngờ lấy luôn. Và phải nói là hôm qua khách ghé của hàng rất là đông, bởi vì cái chương trình mua 4 tặng 2 và chương trình quay số mà quay trúng vào hàng á mấy chị, thì được các chị em nhà mình săn đón rất nhiều, nên là mình ghé cửa hàng tầm trưa tầm sáng sớm cũng ghé, nên là thành thử ra mấy chị em nhà mình được mua cái đầm này trước. Mà lúc đó em chưa like luôn, hôm nay em mới lên sóng cho mọi người. Mà em nghe tin là ở dưới cửa hàng đã lẻ sai cái đầm này rồi, là mọi người biết rồi, ở ngoài nó đẹp hơn trên like rất nhiều. Tại vì ở ngoài á mọi người, mình thấy rõ được những cái ren của nó, mình nhìn thấy rõ cái ren của nó, mình biết cái đầm này nó, mình mới biết cái đầm này nó chất lượng đến cỡ nào. Chứ ở ngoài á, ở trên live nhiều khi á, thứ nhất ánh đèn nó chói vào đúng không, nhiều khi mình không có nhìn rõ được cái ren. Nhưng mà em phải zoom vô như thế này để mọi người thấy được nè. Đó, nhiều khi nó bị chám như thế này đó mấy chị. Em ơi, đây cái chị đứng nghiêng cho mọi người thấy không nè. Đây các chị nhìn giùm em nha, xuất sắc chưa? Cái ren này em làm cho các chị em nhà mình là những cái ren em y tự làm nha, thêu rất là chắc chắn luôn. Và thêu rất là nhiều lần, rất là kỹ càng tỉ mỉ, nên là mới thể hiện được những cái bông hoa nó rõ và sắc sảo như này. Chứ ren trên thị trường thì các chị biết rồi, nó rất là mảnh, cái sợi chỉ của nó mỏng te luôn mấy chị, đến nỗi mà mình lấy cái ngón tay mọi người khều khều lên cái là nó bong hết. Còn những cái này là không bao giờ nha mọi người ha, có khều đó, nhiều khi là bong cái móng tay của mình trước luôn á mọi người ơi. À đó, cái chị thấy nó xuất sắc không, nó chắc chắn này. Cái chị em vò nó cũng không bao giờ mất được cái form tay, lúc nào nó cũng dựng form lên mấy chị thấy không, lúc nào nó cũng dựng cái form lên. Đó là cái ren chắc chắn đó, ren chắc chắn thì em mới dám đưa vào cái dòng sản phẩm của em chứ, đúng không mọi người ha. Đây mọi người thấy cái ren mà nó lên nó rõ mồm một từng cái đường nét ha mấy chị ha, hình tròn hình gì đó, hình hoa gì mọi người nhìn rõ luôn, là phải dập rất là kỹ, rất là nhiều lần luôn mấy chị, làm cực kỳ là lâu, ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn mới xong bên cánh tay này mấy chị. Và chưa tính cái phần ren nhớ trong này, các chị thấy cái mí em may nó đều, nó phẳng không, nó không có bị gồ lên, không phải là ráp một lần hai chất mà bên phình lên bên xẹp xuống nha, là không có nha các chị. Nó phải đều thẳng tay, mọi người vuốt qua cái nó thẳng tay vậy nè. Đó, nó êm á, mặc lên nó êm á, đúng rồi, cái cảm giác nó là như vậy đó mấy chị, nó rất là đẹp nè. Ôi mấy chị thấy nó sang không? Đã chưa mọi người, em khoái là khoái cái này nè mấy chị. Mặc thoải mái cho em, ăn uống đồ gì thả ga luôn, không bao giờ sợ lộ bụng nha. 6601 gạch ngang số điện thoại. Bây giờ em nhận cho các chị 20 chiếc cuối cùng nữa thôi cả nhà ơi. Mặc lên mọi người thấy cái eo nó bé không? Này ở phía sau lưng này, lúc nào cũng tạo ra cái hõm lưng ngay chỗ cái đường cong này hết trơn á mọi người. Đây, co giãn chưa? Ở phía sau làm sẽ về luôn mấy chị, mặc lên thoải mái lắm mấy chị. Đi làm, đi dự sự kiện, event hoặc là đi cà phê, dạo phố với bạn bè. Đó, cứ mặc cho em cái thiết kế này ha mọi người, 6601. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi, nhìn đúng sang luôn á.
Nhìn nó hiện đại mà nhìn nó đẹp, em nhìn là khoái liền. Mấy chị ơi chốt đơn giùm em Ngân chuẩn bị sắp hết hàng mấy chị nha. Từ 40 cho tới 72 cân là mình có đơn, eo dưới 90 cm. Mẫu sản phẩm này không cần lo lắng gì về size số quá nhiều các bạn nhân viên tư vấn cho mọi người. Các chị bây giờ cứ đặt hàng trước để mà mình còn giữ đơn. Cái đơn hàng của mình nó còn size chứ không thôi mấy chị em nhà mình đặt chậm quá nó hết hàng. Mà bây giờ em nghe nói là ở cửa hàng cũng đã đang bị lẻ size rồi các chị ơi. Nên không thể nào mà mình chờ được hết trơn đó mấy chị. Và cái ren này em làm lâu lắm mọi người ơi. Nên là bây giờ tranh thủ lên giùm em ha mấy chị ha. Tranh thủ lên giùm em mã sản phẩm cho em đầm này. Em bao cho mọi người rất đẹp. Mấy chị mua hàng về mọi người kiểm tra hàng cho em. Và em chắc chắn cho mọi người cái mẫu này ở ngoài nó đẹp hơn trên line. Tại vì ở ngoài mình rõ, mình thấy được mắt thật. Mình thấy được cái ren này nó đẳng cấp. Nên là ở ngoài các chị em nhà mình á, thấy được cái mẫu này là hốt liền rồi. Em nhìn em còn khoái nữa chứ. Uống hồ khi mà hôm nay hả mọi người được nhìn thấy trên live stream đúng không. Nên là bây giờ cứ chốt luôn cho em nha. 6601 gạch ngang số điện thoại. Em bán có 540 rồi mấy chị, em bán cái gì cũng rẻ hơn ta. Mà hàng là phải nói là ngang ngửa tiền triệu luôn. Đúng không mấy chị? Đó thị trường bây giờ cạnh tranh thì em chấp nhận luôn mấy chị ơi. Bán cho mọi người giá mềm thôi nhưng mà hàng là hàng phải cao cấp. Thứ nhất mấy chị mua hàng được miễn phí ship luôn. Mua một cái cũng miễn phí ship, mua 4 cái tặng thêm 2 cái, mua 2 cái tặng 1 cái. Và mình mua một cái thì mình được tặng một cái voucher lên tới 150.000. Và này chị nào khách VIP lâu năm hoặc là mới vừa thăng hạng luôn thì mình được tham gia chương trình quay trúng thưởng. Mà trúng gì mọi người biết không? Trúng vàng. Trời ơi em choáng luôn mấy chị ơi, trúng vàng. Và đã có chị trúng rồi nha mọi người, chứ không phải là mình làm chương trình ra để câu khách nha mọi người ha. Quay là có thể là mình trúng tùy theo cái sự may mắn của mọi người, nhưng mà trúng nha mấy chị ha. Được trúng trúng vàng SCC 4 số 9 được không ạ? Và ngoài ra nếu chị nào chưa thành khách VIP mình cứ việc mua. Bởi vì mấy chị mua một sản phẩm em đã tích lũy điểm cho các chị rồi. Cứ mua một sản phẩm là tích lũy dần dần. Để mấy chị chừng nào thăng thành khách VIP thôi. Được không mọi người ha? Bạc giảm 10%, vàng giảm 15% và kim cương giảm tới 20% được không ạ? Mọi người mua hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và nếu như mà mấy chị mặc chật hay là rộng như thế nào á, em sẽ hỗ trợ đổi size trong vòng 5 ngày kể từ khi các chị nhận hàng. Nên là mình yên tâm. Được không mấy chị ha? Mua hàng cứ rờ kiểm tra chất vải cho em. Ok rồi hãy thanh toán tiền cho em. Được không mọi người ha? Đây là mấy chị yên tâm nha. Và ngày hôm nay mua một cái cũng sẵn ship nữa luôn các chị ơi. Nên là đặt luôn giùm em đi ạ. 6601 gạch ngang số điện thoại. Chuẩn bị sắp hết hàng rồi các chị ơi. Nhận đúng cho mọi người là 15 chiếc cuối cùng. Ok chị Phương Lê miễn ship nè. Chị Tuyết Vân, Nguyễn Phạm em miễn ship, phí ship ha. Ôi lâu quá rồi em mới thấy chị Tuyết Vân nha. Ok chị Nguyễn My em miễn phí ship, chị Thanh Thúy miễn ship, chị Nguyễn Khuy miễn ship, chị Lệ Thu em miễn phí ship luôn ha. Rồi em đang còn chương trình mua 2 tặng 1 mấy chị cho tới ngày 9 tây tháng 6. Cho tới ngày 9 tây tháng 6 nha, lưu ý giùm em nha, tranh thủ nha mọi người ha. Tờ 4 sản phẩm thì tặng 2 sản phẩm và mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm luôn. Áp dụng từ 6 tây tháng 6 cho tới 9 tây tháng 6 nên là ghé cửa hàng sớm. Hoặc là chị nào ở xa thì đặt trên online cũng y chang cái chính sách y chang vậy, không khác chỗ nào hết. Được không mấy chị ha? Khác ở chỗ là trên live miễn ship. Được không mọi người ơi? Tiết kiệm 20 ngàn khi ở Sài Gòn và 40 ngàn khi mà mình ở tỉnh luôn. Rồi bây giờ nhận 10 chiếc cuối cùng bắt đầu từ chị Phương Lê luôn ạ. Mọi người ơi tranh thủ giùm em luôn nha. Ok chị Huyền Nga luôn, chị Vinh Ánh Loan, ok chị yêu luôn. Rồi các chị ơi em nhận thêm đúng 10 chiếc thôi, chuẩn bị qua mẫu luôn mấy chị ơi. Mẫu này đẹp quá. Ok chị Tú Anh Trần Phương nè, còn 9 chiếc ạ. Bắt đầu từ chị Tú Anh Trần Phương còn 9 chiếc. Cái này là 40 cho tới 72 cân. Ok chị Viên Trần là còn 8 chiếc nữa thôi là hết rồi. 40 cho tới 72 cân là mình có đơn. Em ơi nó sang lắm mấy chị, nó sang đúng sang luôn. Này đi đám cưới, đi ăn tiệc, đi cà phê, dạo phố, đi làm, mặc được hết. Bây giờ thí dụ như một cái túi như thế này, em thử phân phối cho mọi người ha. Màu vàng, túi màu vàng ok luôn. Đây phối cho mấy chị em nhà mình thấy luôn. Đó, sai không mấy chị? Được hết nha mọi người ha. Tại vì cái màu đen là một cái màu mà dễ phối đồ nhất. Đó, đẹp cho mấy chị đi cà phê hoặc là cuối tuần đi dạo phố này, đi hóng mát với bạn bè hoặc là đi trung tâm thương mại, cứ mặc cho em cái này.
phối cái túi nào cũng ok, màu đỏ, màu đen gì phối cũng được. 6601 giùm em 540 miễn ship luôn mấy chị gái ơi. Eo ơi, nó đẹp dã man nè, đứng cái đường cong cỡ vậy nè mấy chị không khoái. Với lạ em nói thiệt, em nhìn mà em còn muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Nó đẹp thôi, em thích cái kiểu đẹp mà nó đẹp đơn giản nhưng mà phải sang. Phải sang em mới mua mấy chị, thiệt sự luôn. Mà cái dòng ren này là làm cho mọi người dòng ren đẳng cấp nhất luôn, cao cấp nhất luôn. Hay đi cà phê với bạn bè nè, trời ơi nhìn nó hiện đại, nó đẹp như thế này mấy chị. 540 thôi, miễn ship liền luôn cho các chị yêu nhà mình luôn. Độ mà thí dụ như tối nay thấy nó đẹp quá, mua cho bạn bè, em chị em dâu trong gia đình của mình, hai em anh gái chị buộc của mình, mua hai sản phẩm em tặng cho các chị một cái sản phẩm bất kỳ luôn. Độ mà thích mẫu nào em tặng mẫu đó luôn, chiều cho các chị em nhà mình luôn, được không ạ? Nên là bây giờ tranh thủ nha, phối với túi vàng này cũng hợp lắm nè mấy chị. Đó, đi đâu, đi cà phê, đi ăn uống gì mặc cũng hợp. Ở đi gặp bạn bè, đối tác, người thân của mình, cứ việc lên cho em cái này, nhìn nó chuyên, nhìn nó phải nói nó chuyên nghiệp nè, nó đẳng cấp và nó rất là lịch thiệp luôn cả nhà. Nên là mình tranh thủ lên đơn giùm em ha. 6601 gạch ngang số điện thoại, mặc lên cái này dáng đẹp lắm mấy chị, em nói thật. Dáng này là phải nói lên hơi bị ốm luôn á mọi người. Hoặc là các chị có thể là phối với chiếc túi ga màu xanh nha. Đây. Xuất sắc luôn. 6601 cho em nha mọi người nha. Em nhận cho mấy chị còn đúng 8 chiếc cuối cùng nữa thôi à. 8 chiếc cuối cùng nữa nha các chị, từ 40 cho tới 72 cân hỗ trợ miễn phí ship trên livestream luôn. Eo dưới 90 xăng nha cả nhà ơi. Đây, vóc dáng lên cao mà cái da nó chấm liền. Đúng không? Hoặc là bây giờ mấy chị phối cho em chiếc túi ga màu đỏ. Cái này là hơi bị xuất sắc nữa nè, tại vì màu đen phải đi chung với màu đỏ thôi. Đúng không mấy chị? Đây mọi người, tranh thủ lên đơn giùm em nha. Mã sản phẩm là 6601, gạch ngang số điện thoại. Những cái kiểu này mấy chị dễ phối đồ không? Mấy chị thấy không? Có bao nhiêu cái túi trong tủ đồ của mình cứ phối ra, cứ lấy ra để mà mình phối hết nha mọi người ha. Đó, dễ mặc nữa nè. Mặc đi đâu nhìn nó cũng hiện đại, nó cũng sang trọng luôn. 6601 giùm em còn 8 chiếc nữa là bây giờ em kiểm tra coi có số lượng còn không. Bởi vì cái dòng vải này nó hiếm mọi người ơi, em hết về rồi. Ở cửa hàng đã lẻ size trước em luôn, bán trước. Tại vì cái nằm này nó về hồi chưa hôm qua. Mà chưa hôm qua dính ngay cái ngày 6 tây tháng 6, vô tình các chị vô cái mấy chị hỏi là mới là mấy chị mua luôn. Nên là em đã bị lẻ size hết trơn rồi. Đó nên là ngày mai nếu được mọi người ghé sớm đi, các chị còn được săn em nằm này ha cả nhà ha. Chất này nè, mọi người thấy như vậy mọi người có đồng ý với em không? Đồng ý chốt chưa mấy chị? Chất cỡ như vậy nè cả nhà, được không ạ? À? Eo, ngực, mông, đồ gì là co giãn hết, fit form, fit dáng hết nè mấy chị thấy chưa? Đây, thoải mái lắm mọi người, không kích gì hết nha mấy chị. Em bán làm body cho phụ nữ đã có tuổi, đúng không? Em không có bán kiểu như mặc ôm, mặc kích đùi, kích hông, đồ gì cho mấy chị đâu. Bởi vì mấy chị đã có tuổi rồi, không ai thích mà mặc quá ôm. Quá ôm sẽ bị lộ khuyết điểm nha mọi người, lưu ý nha. Ôm quá sẽ bị ngấn bụng, ngấn mỡ nè, đúng không? Chật quá thì bị lộ cái phần nách nè, đúng không? Làm sao mà được, đúng không các chị? Nên là mình mặc cái nào vừa phải thôi, nhưng mà nó phải ôm, nó phải lên, nó phải gọn dáng cái đã, và mặc lên nó phải sang cái đã. Đó rồi phải nói là mặc lên thoải mái luôn rồi mình mới mua. Giá em nằm này chỉ có 540 thôi. Em làm cái nằm này bao cho các chị mặc sang luôn và mặc rất là mát dễ chịu. Rồi được chưa các chị? Bây giờ em nhận thêm mỗi size một chiếc nữa thôi, chuẩn bị qua mẫu luôn ạ. Chuẩn bị qua mẫu luôn mọi người ơi, mỗi size một chiếc cuối cùng, chuẩn bị sắp hết hàng. Rồi ok, chị Bích Tuyền em miễn phí ship, chị Nga Nguyễn em miễn phí ship luôn ha. Em không có bán túi nha chị Thanh Hải thôi, em không có bán túi. Ok chị Ngô Tuyến, chị Nga Nguyễn em miễn phí ship cho mình nè, chị Linh Trúc Linh em miễn phí ship luôn. Chị Red Apple em miễn phí ship luôn. Chị nào đặt hàng có đầy đủ thông tin là chốt đơn cho mọi người nha. Mã sản phẩm là 6601 gạch ngang số điện thoại, tới 72 cân em có xài luôn nha, 72 cân luôn. Ok chị Bích Tuyền em miễn phí ship cho mình luôn, chị Hiền Nguyễn miễn phí ship luôn. Đặt hàng cho em đầy đủ thông tin ha. Bây giờ em nhận mỗi size một chiếc nữa thôi, hết hàng rồi mấy chị. Nhung kêu qua mẫu rồi cả nhà ơi. 6601 gạch ngang số điện thoại giùm em, kế bên mỗi size một chiếc cuối cùng nữa thôi. Chuẩn bị qua mã cả nhà. Chuẩn bị qua mã. Ai chưa chốt mẫu này comment cho em. Chị Kim Thủy comment đầy đủ thông tin giùm em ha. Comment đầy đủ thông tin thì em mới chốt đơn được. 6601 gạch ngang số điện thoại giùm em nè. Có phối với túi đen, túi vàng, túi xanh, túi trắng, túi gì cũng hợp hết trơn mọi người, hoặc chiếc lớp để mình đi tiệc cũng được luôn. 6601 gạch ngang số điện thoại. Bây giờ em qua mẫu mọi người ơi. Tiếp theo em sẽ đơn đầm lụa vân nha mọi người ha. Mọi người comment giùm em chữ lụa vân pháp đi ạ. À, comment cho em chữ lụa vân pháp. Thì mẫu sau thì số lượng ít, em xin phép em chốt đúng 10 chị thôi ha. Bây giờ em Ngân sẽ lên cho mọi người cái em đầm lụa vân pháp. Mọi người comment lên giùm em để em Ngân qua mẫu luôn.
cái mẫu em ngang em ngân đang mặc này, em nhắc lại mã sản phẩm là 6601, em còn mỗi size một chiếc nữa thôi. 40-72 cân là em có size, giá 540 em miễn phí ship cho online. Rồi bây giờ qua mẫu lụa vân ha, comment giùm em lụa vân phát em qua mẫu liền cho cả nhà luôn.